Chào các bạn, tiếp tục clip hôm nay chúng ta sẽ giải một bài tập về phần động lực học. Đề bài như sau: một quả cầu chuyển động với vận tốc v1 bằng 4 mét trên giây va chạm vào quả cầu cùng khối lượng đang đứng yên. Biết rằng va chạm là không đàn hồi và nhiệt lượng tỏa ra sau khi va chạm là Q bằng 12 J. Hãy tính khối lượng của hai quả cầu. Đầu tiên ta sẽ phân tích. Cái khâu phân tích là cái khâu cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta phân tích sai sẽ dẫn đến giải sai, nên các bạn chú ý khi phân tích các bạn phải dành thời gian là khoảng 1/3 để mà phân tích bài toán. Đầu tiên, bài toán này là bài toán va chạm nên chắc chắn sẽ áp dụng định luật bảo toàn động lượng. Nếu áp dụng không được thì chúng ta mới chuyển qua hướng khác. Thứ hai, va chạm này là va chạm không đàn hồi, tức là va chạm mềm, nên chúng ta phải áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Thì trong va chạm mềm hay là va chạm không đàn hồi thì một phần cơ năng nó sẽ biến đổi thành thành nhiệt năng hoặc là biến thành thành công làm vật bị biến dạng. Còn cơ năng thì không bảo toàn, nên như vậy chúng ta phải áp dụng định luật bảo toàn động lượng toàn phần và áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần, bao gồm phần cơ năng và phần nội năng. Thì như vậy bài toán này sẽ ra hai giai đoạn: đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn động lượng, và thứ hai chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, tức là định luật bảo toàn năng lượng đó. Rồi chúng ta sẽ giải. Thì tóm tắt, V1 bằng 4 mét trên giây và V2 đứng yên nên V2 bằng 0, ta không ghi vào. M1 bằng 12 bằng M do hai vật cùng khối lượng. Q bằng 12 J, nó yêu cầu tính M. Đầu tiên ta áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có M1 nhân V1 cộng 12 nhân V2 bằng M1 cộng 12 tất cả nhân V. Có nghĩa là đầu tiên hai vật nó, ví dụ là hai vật nó chuyển động với các vận tốc không biết, nhưng mà hai vật nó chuyển động nó ở trạng thái là cô lập. Sau đó hai vật nó va chạm vào nhau nên khối lượng của nó là dính vào nhau, nên ta cộng với M1 và 2 và nó sẽ chuyển động cùng một vận tốc trong một khoảng thời gian nào đó. Như vậy ta có là M1 nhân V1 cộng M2 nhân V2 bằng M1 cộng M2 nhân V. Chúng ta sẽ ghi ở dưới dạng là vector, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành. Ta có là M1 bằng M2 bằng M, nên đây sẽ có là bỏ M ra ngoài, trong mặt còn lại V1 cộng V2 2M nhân V, đây là do M1 bằng M2 bằng M. Mặt khác ta lại có V2 bằng 0, V2 bằng 0 do V2 đứng yên, nên ta có V1 sẽ bằng 2 nhân V. Từ đó ta rút ra được là V sẽ bằng V1 chia 2. Như vậy áp dụng định luật bảo toàn động lượng thì ta có là V sẽ bằng V1 chia 2. Thì điều này hoàn toàn đúng. Tại vì sao? Vì trước khi va chạm, vật M1 nó có khối lượng bằng M và vận tốc V1, nên sau khi va chạm nó chắc chắn sẽ bị giảm vận tốc. Giảm vận tốc, và một cái phần vận tốc nó sẽ bị tiêu tán vào cái nhiệt lượng đó, nhiệt lượng tỏa ra. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Ta có K1 bằng K2 cộng Q. Thì tức là K1 là cái động năng trước va chạm, và cái K2 là động năng sau khi va chạm. Thì đúng lý động năng, mà nếu mà ở dạng lý tưởng thì động năng trước va chạm và động năng sau va chạm nó bằng nhau, nhưng ở trong này thì đây thực tế thì nó sẽ tỏa ra một cái phần nhiệt lượng. Như vậy động năng trước va chạm sẽ bằng động năng sau va chạm mà cộng với một cái phần nhiệt lượng bị tỏa ra. Như vậy ta rút ra được là Q sẽ bằng K1 trừ K2. Từ đó ta có là K1 là động năng trước va chạm, thì động năng trước va chạm là bằng 1/2 M1 nhân V1 bình cộng cộng 1/2 M2 nhân V2 bình. Nhưng mà do M1 bằng 0 nên ta sẽ còn lại là chỉ còn lại là 1/2 M1 nhân V1 bình. Còn động năng sau va chạm thì hai vật nó dính vào nhau, nên ta gọi là sẽ bằng động năng sau va chạm sẽ bằng 1/2 động năng sau va chạm sẽ bằng 1/2 M1 cộng M2 nhân V bình. Mình nói lại nha, động năng trước va chạm sẽ bằng 1/2
M1 nhân với 1 bình cộng 1 phần 2. M2 nhân với 2 bình. Mà do V2 bằng 0 nên ta sẽ còn lại là 1 phần 2 M1 nhân với 1 bình. Tương tự như vậy là động năng sau va chạm sẽ bằng 1 phần 2 M1 cộng M2 nhân V bình. Thì do hai vật nó dính chặt vào nhau nên sẽ bằng là 1 phần 2 M1 cộng M2 nhân V bình. Như vậy ta có là K1 quy sẽ bằng K1 trừ K2. Như vậy đây là K1 này, và cái vế này là K2, dấu trừ này là đây là dấu trừ này. Rồi, mặt khác ta đã có M1 bằng M2 bằng M. Như vậy ta sẽ rút ra cái này sẽ bằng 1 phần 2 với 1 bình trừ trừ đây là 2M mà chia cho 2 là còn lại M với bình, và bằng 1 phần 2 M nhân cho với 1 bình trừ trừ M nhân cho V1 trên 2 tất cả bình. Thì do V nó bằng V1 trên 2, và ta sẽ rút gọn nó có là bằng 1 phần 2 M nhân V1 bình trừ M nhân V1 bình trên 4. Cái này thì bình phương lên bằng V bình V1 bình này, cái này 2 bình phương là 4. Như vậy là ta lấy trừ thì ta còn lại là 1 phần 4 M1 nhân V1 bình. Như vậy Q sẽ bằng 1 phần 4 M nhân V1 bình. Ta đã có là Q bằng 1 phần 4 nhân M nhân V1 bình. Thì ta rút ra được M sẽ bằng 4 Q trên V1 bình và bằng 3 kg.